Ngày 15 tháng 7 vừa qua, hai bé 13 tháng tuổi song sinh dính liền được gần 100 y bác sĩ tiến hành ca đại phẫu tách rời. Ca phẫu thuật thành công bước đầu, hai bé được tách rời thành công, đang chăm sóc hậu phẫu. Hơn một năm trước đó, vào ngày hai bé chào đời, đã trải qua muôn vàn khó khăn. Diệu Nhi mới vài ngày tuổi đã bị khó thở, phải hỗ trợ hô hấp thì đột nhiên Trúc Nhi ngưng thở, khiến điều dưỡng của hai bé song sinh lo lắng tột độ, còn cả khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng thành phố thót tim. Giữa đêm, Diệu Nhi bị nhiễm trùng máu khó thở. Cứ sợ bé ngưng thở thì Trúc Nhi đột nhiên ngưng thở trước. Tuy nhiên may mắn hai bé phát hiện kịp thời nên được các y bác sĩ massage lồng ngực, bé thức tỉnh tự thở lại. Khi ấy hai bé sinh non chỉ nặng tổng cộng 3,2 kg. Trên đường đưa về Bệnh viện Nhi đồng thành phố, một bé bị suy hô hấp khiến bác sĩ lập tức phải đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ thở. Diệu Nhi yếu hơn phải thở máy. Đây là khoảng thời gian khó khăn cho hai bé, gia đình và bệnh viện khi hai bé sinh non mắc bệnh lý màng trong độ 4, nhiễm trùng sơ sinh, các bộ phận chưa phát triển hoàn chỉnh, phải nằm lồng ấp. Hiện tại theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, sức khỏe của hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi đã ổn định và đang tốt dần lên. Cụ thể bé Diệu Nhi đã cai thở máy, tỉnh táo và phản xạ tốt. Khi nghe thấy giọng bố mẹ, mẹ của hai bé song sinh bày tỏ thái độ vui mừng và hạnh phúc khi sức khỏe của hai con tiến triển tốt. Táo đỏ, Diệu Nhi của mẹ khỏe hơn nên được cai thở máy trước. Dâu tay Trúc Nhi cũng cố lên con nhé, mau khỏe như em nhé con. Ba mẹ luôn đồng hành cùng hai con. Mẹ Song Nhi mừng rỡ chia sẻ. Trước đó, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, quá trình điều trị sau hậu phẫu vẫn còn rất dài, sắp tới hai bé phải chịu 4 cuộc đại phẫu, tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tầng sinh môn. Một điều đáng mừng khác là kết quả siêu âm của những ngày gần đây cho thấy hệ niệu dục, tử cung, âm đạo của hai bé có máu nuôi tốt. Nếu theo đúng liệu trình điều trị, hai bé vẫn có tử cung, âm đạo bình thường, khả năng sinh con không bị ảnh hưởng.